Trận đấu đã bước sang phút thứ 89 rồi. Lúc này có thể thời gian đứng yên lắng đọng, nhưng cũng có thể là những ồn ào khó lường. Chào mừng quý vị đến với bản tin phút 89. Trong bản tin phút 89 ngày đầu tiên của tháng 10 hôm nay, U17 Việt Nam thắng đậm U19 Viettel trước ngày tranh tài tại vòng loại U17 châu Á gặp đối thủ Thái Lan. Huấn luyện viên PFC cân nhắc trao cơ hội cho Quang Hải. Barcelona vẫn nợ cả 100 triệu euro tiền chuyển nhượng. Và cùng bắt đầu bản tin phút 89 ngày hôm nay với trận giao hữu chuẩn bị cho những cuộc đối đầu ở vòng loại U17 châu Á của đội tuyển U17 Việt Nam. Tối ngày hôm qua 30 tháng 9 trên sân Việt Trì đã diễn ra trận giao hữu giữa đội tuyển U17 Việt Nam và đội U19 Viettel. U17 Việt Nam chơi lấn lướt, nhờ đó có được hai bàn thắng dẫn trước do công của Lê Phát và Hoàng Sơn trong 45 phút thi đấu đầu tiên. Sau giờ nghỉ giải lao, U19 Viettel đã thi đấu tốt hơn với những thay đổi về mặt nhân sự ở cả 3 tuyến. Sau khi đẩy cao đội hình tấn công từ đầu hiệp 2, U19 Viettel đã có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 từ pha dứt điểm của Thành Đạt ở phút 65. Đây là tất cả những gì mà U19 Viettel đã làm được trước khi để thua đậm chung cuộc. Hai bàn thắng được ghi do công của Hoàng Anh và Ngọc Hưng ở những phút cuối trận giúp U17 Việt Nam giành chiến thắng đậm trước Viettel với tỷ số 4-1. Sau đây 4 ngày, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn sẽ tham dự vòng loại U17 châu Á diễn ra trên sân vận động Việt Trì. Đáng chú ý, U17 Việt Nam sẽ chạm trán với U17 Thái Lan vào ngày 9 tháng 10. Trước đó, các cầu thủ trẻ của chúng ta sẽ đối đầu với Đài Bắc, Trung Hoa và Nepal lần lượt vào các ngày 5 và 7 tháng 10. Huấn luyện viên Didier Tholo cho biết đã xem trận đấu đội tuyển Việt Nam thắng Ấn Độ 3-0 và theo dõi kỹ màn trình diễn của Quang Hải. Đây là trận đấu mà Quang Hải đã chơi trọn 90 phút sau khi trải qua quãng thời gian ít được thi đấu tại PFC. Huấn luyện viên Didier Tholo chia sẻ: "Tôi đã xem Quang Hải qua TV. Quang Hải đá trong bộ 3 tiền vệ trước hàng thủ 5 người ở một tốc độ chậm hơn so với leader. Việc cậu ấy chơi 90 phút là điều tốt vì Quang Hải có ít thời gian thi đấu trong thời gian vừa qua." Sau khi cùng đội tuyển Việt Nam vô địch giải Tam Hùng trên sân Thống Nhất, Quang Hải đã quay lại hội quân với PFC hôm 29 tháng 9. Tiền vệ này chỉ có một buổi tập trước khi cùng toàn đội tới làm khách của Metz tại vòng 10 của leader. Theo lịch thi đấu, cuộc đọ sức giữa Metz và PFC diễn ra vào lúc 0 giờ đêm nay rạng sáng ngày mai theo giờ Việt Nam. Quang Hải có tên trong danh sách tham dự trận đấu. Nếu đảm bảo thể trạng, huấn luyện viên Didier Tholo có thể tung Quang Hải vào sân ở một thời điểm nào đó, do PFC cũng đang chịu những khó khăn về mặt lực lượng vì án phạt. Sau chiến thắng 3-1 trước Ả Rập Xê Út, huấn luyện viên Gusterji của đội tuyển Futsal Việt Nam đã chia sẻ: "Mỗi trận đấu, mỗi khác, tôi nghĩ tuyển Futsal Nhật Bản vẫn là đội mạnh nhất ở bảng D. Trận đầu tiên bao giờ cũng khó khăn nên tôi nghĩ việc họ thua chưa nói lên điều gì. Trận cuối cùng của vòng bảng rất quan trọng bởi ai cũng có cơ hội đi tiếp. Chúng tôi sẽ quyết tâm giành chiến thắng để có vị trí nhất bảng. Tôi đến đây để giúp các học trò của mình tiến bộ hơn mỗi ngày. Tôi hài lòng về trận đấu này và mong đợi màn trình diễn của các cầu thủ trước một đội bóng mạnh như Nhật Bản." Tối ngày hôm qua 30 tháng 9, đội tuyển Futsal Việt Nam đã đánh bại Ả Rập Xê Út với tỷ số 3-1. Những người lập công bên phía thầy trò Nguyễn Gusterji là Nguyễn Anh Duy, Châu Đoàn Phát và Nguyễn Minh Trí. Vào 18 giờ ngày mai, mùng 2 tháng 10, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ chạm trán với Futsal Nhật Bản. Nếu không để thua với cách biệt từ 4 bàn trở lên, thầy trò Nguyễn Gusterji sẽ vào tứ kết. Uzbekistan nằm ở bảng B là đội đầu tiên lấy vé vào tứ kết giải Futsal châu Á 2022 sau chiến thắng 8-0 trước Turkmenistan, 3-2 trước Tajikistan. Do bảng này Tajikistan 3 điểm, Bahrain 1 điểm, Turkmenistan 1 điểm nên Uzbekistan có thua trận cuối cùng trước Bahrain cũng sẽ giành quyền đi tiếp với ngôi nhất bảng. Đội tiếp theo giành vé vào tứ kết là tuyển Futsal Iran tại bảng C, cũng với trường hợp tương tự như Uzbekistan. Iran thắng Indonesia 5-0, thắng Đài Bắc Trung Hoa 10-1. Xếp nhất bảng C với 6 điểm. Do Đài Bắc Trung Hoa hòa Liban nên bảng này Indonesia 3 điểm, Liban 1 điểm, Đài Bắc Trung Hoa 1 điểm và vì thế Iran chắc chắn vào tứ kết với ngôi nhất bảng dù còn trận cuối chưa đấu với Liban. Tấm vé còn lại nhiều khả năng thuộc về đội tuyển Futsal Indonesia. Cũng có 6 điểm với 2 trận toàn thắng nhưng đội tuyển Futsal Việt Nam vẫn chưa có vé vào tứ kết vì bảng đấu này dễ xảy ra trường hợp 3 đội là Việt Nam, Ả Rập Xê Út và Nhật Bản kết thúc vòng bảng với số điểm như nhau. Khi đó thì ba đội này sẽ so sánh hiệu số phụ để xác định đội nhất nhì bảng đi tiếp và đội còn lại phải dừng bước. Ở bảng A, Kuwait 4 điểm, Thái Lan 4 điểm, Iraq 3 điểm sẽ tranh hai vé vào tứ kết. Tuyển Futsal Thái Lan thuận lợi khi chạm trán đội hết cơ hội đi tiếp là Oman, chưa có điểm số nào ở trận cuối cùng
còn Iraq phải tử chiến với chủ nhà Kuwait. Giữa dòng đời tấp nập hối hả, thời trang phải sang mà thời gian lại không đợi chờ. Chỉ trong một nốt nhạc, bạn đã có thể tự tin với chiếc áo polo Vincenzo Enzo. Đơn giản mà phong cách, trẻ trung và năng động. Sở hữu ngay combo 6 áo Vincenzo Enzo chỉ với 1.898.000 đồng và nhận ngay quà tặng một ví da bò Vincenzo cao cấp có chữ ký của bình luận viên Tạ Biên Cương. Polo Vincenzo, phong cách hơn trong mắt quý cô. Chuyển sang thông tin của bóng đá châu Âu, theo AMC Sports, Mbappe đã đề xuất cố vấn bóng đá của Paris Saint-Germain Luis Campos mua một trung phong cắm để sát cánh cùng mình trên hàng công trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Trong danh sách mục tiêu chuyển nhượng của tuyển thủ Pháp có hai trung phong thực thụ, đó là Robert Lewandowski và Gianluca Scamacca. Sự có mặt của Dembele và Rashford sẽ làm mới hai cánh của Paris Saint-Germain và rồi thì chẳng có tên nào về với sân công viên các hoàng tử. Lewandowski rời Bayern để gia nhập Barcelona, còn Scamacca chia tay Sassuolo để chuyển sang khoác áo West Ham. Trong khi đó, Dembele ký hợp đồng mới với Barca, còn Rashford đang là trụ cột tại Manchester United dưới thời của Erik ten Hag. Việc lựa chọn ở lại Paris Saint-Germain trong mùa hè vừa qua giúp Mbappe được hưởng nhiều đặc quyền, trong đó cầu thủ người Pháp được quyền làm chủ dự án thể thao cũng như có tiếng nói trong công tác chuyển nhượng và thay đổi huấn luyện viên. Tại Paris Saint-Germain, Mbappe được nhận mức lương lớn và có rất nhiều đặc quyền. Ngày mai 2 tháng 10, Mbappe cùng đồng đội ở Paris Saint-Germain sẽ tiếp đón Nice trong khuôn khổ vòng 9 của Ligue 1. Paris Saint-Germain có lịch thi đấu dày đặc với 9 trận từ bây giờ cho tới ngày 3 tháng 11. Marcus Rashford cùng Martial đã trở lại tập luyện để sẵn sàng thi đấu. Rashford đã bỏ lỡ các trận đấu tại Europa League của Manchester United trước Real Sociedad và Sheriff Tiraspol vì bị chấn thương cơ. Chấn thương này cũng loại cầu thủ này khỏi đợt tập trung của đội tuyển Anh, nhưng có thể kịp trở lại ở trận derby thành Manchester với Manchester City. Điều này được huấn luyện viên Erik ten Hag chia sẻ mới đây. Rashford trở lại tập luyện nên chúng tôi cũng rất vui với điều đó. Chúng tôi có một số nghi ngờ với Anthony Martial, nhưng cậu ấy đã tập luyện cả tuần với cả nhóm nên tôi thực sự hài lòng với tình hình hiện tại. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hà Lan cho rằng đội trưởng Harry Maguire khó tham dự trận derby Manchester do gặp vấn đề ở đùi. Ông cũng gửi lời động viên đến hậu vệ người Anh sau hàng loạt chỉ trích của người hâm mộ vì màn trình diễn nghèo nàn tại UEFA Nations League vừa qua. Vào 20 giờ ngày mai 2 tháng 10, Manchester United sẽ có chuyến hành quân đến Etihad của Manchester City. Barcelona vẫn đang nợ Liverpool 14 triệu euro tiền mua Philippe Coutinho, dẫu cầu thủ người Brazil đã chuyển đến thi đấu cho Aston Villa. Trong khoảng thời gian từ tháng Giêng năm 2019 đến tháng 10 năm 2020, Barcelona đã lần lượt ký hợp đồng với tiền vệ Frankie de Jong và hậu vệ cánh phải Sergio Des đều đến từ Ajax. Họ hiện vẫn đang nợ Ajax 32 triệu euro từ thương vụ de Jong và 10 triệu euro từ thương vụ của Des. Bên cạnh đó, Barca từng đổi tiền vệ Arthur Melo lấy Miralem Pjanic của Juventus. Đây không phải là vụ đổi ngang mà Barca còn phải cắt thêm tiền mới có thể sở hữu Pjanic. Trong khi Pjanic đã chuyển sang Sara hồi tháng 9 vừa rồi, số tiền 36 triệu euro mà Barca nợ Juventus thì vẫn còn đó. Ngoài giống Coutinho, De Jong, Des và Pjanic, còn có Ferran Torres cũng đến Barca theo dạng trả góp. Khi bán Torres cho Barca hồi đầu năm, ban lãnh đạo Man City đã đồng ý để đại diện Tây Ban Nha trả chậm 52 triệu euro. Như vậy, tính ra Barca còn nợ tổng cộng 144 triệu euro từ việc chiêu mộ 5 cầu thủ từ 4 câu lạc bộ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phút 89 ngày 1 tháng 10 hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúc quý vị buổi tối ngày thứ Bảy với thật nhiều niềm vui.